Nhất là phải cái lắc anh nhỉ, thấp nhất hay không thì phải mana lót 2 3 uy 4 phát này. Ta một mà ta đập hà luôn nha anh em nhá. 1 dừng lại, lên này, lên này, lên luôn này, lên này. Cái này lên này anh em này, lên nào, lên nào. Lên nào, lên nào. 2. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUSS2.vn. Hôm nay mình sẽ tích lũy mốc nạp anh em nhá. Em book tích lũy mốc nạp và đi xoay Queen 2, kiếm cái Queen 2 mana lót. Mình cũng xoay cũng khá là nhiều Queen 2 nhưng mà vẫn chưa xoay ra được Queen lắc mana lót nha mọi người ạ. Hôm nay sẽ cố gắng nhá. Đây, mình có bấy nhiêu book đây. Mình xem có cái gì làm event cho anh em nào. Mình có một bộ combo vũ khí trượng này. Đâu nhỉ? Combo khiên cộng trượng nhá anh em nhá. Đây, khiên với trượng này. Rất là giá trị, 4 cộng 11 và cái này cộng 9. Event thì anh em một book vũ khí rồng nữa đi. Đấy, một book vũ khí rồng. Một cây quyền trượng 12 cộng 9 là một cái khiên thập tự lúc 4 cộng 11 anh em nhá. Cách chơi thì anh em dự đoán kết quả xổ số vào ngày mai, đó là ngày mùng 10 tháng 11. Chúc anh em may mắn nhá. Mình nhét vào đây thôi. Chúc anh em may mắn. Đây, ngọt ngào chưa? Bây giờ mình sẽ đi ném book xong đi đập Queen 2, xoay Queen 2, kiếm cái Queen 2 mana lót. Hôm nay thì mình sẽ đã có linh tính thôi. Kiểu gì cũng ra ít nhất là cái lắc xong thì phải mana lót anh em ạ. Thằng đấy. Úi xôi ơi, mở màn nào. Úi xôi ngon. 17 anh em ạ, ngon cơm nhờ. Ngon cơm. Một cây 17 anh em nhá. Cây thứ hai nào. Quá tuyệt vời luôn. Ui, hai cây à. Chúa tể của những cây quyền trượng à. Ui 2% anh em ạ. Chúa tể của những cây quyền trượng sao. Nó rồng nào. Nó rồng hơi cùi. Cùi chứ không phải là hơi cùi mà quá cùi luôn. Siêu siêu cùi. Tiếp theo nào. Ui cũng tạm được anh em nha. Tạm được tạm được. Tiếp theo là bốc dinh ven này. Mình ném ở cái map này nó khả năng đỏ đỏ anh em ạ. À solo không. Mày thích ném cái gì đây. Nhấn phép thuật à. 4 năm giảm sát thương. 4 năm giảm sát thương. Rồi, ông kia tuổi gì? Tuổi gì mà solo với tao? Lại nhận ra thỏng này. Chúa tể của những chiếc nhẫn rồi. Chui. Quá tuyệt vời anh em ạ. Cực kỳ tuyệt vời. Chúa tể của những chiếc nhẫn rồi anh em ơi. Ném một pha ném gọi là quá đẳng cấp. Tiếp theo anh em nhá. Ra cái gì đây? Lại nhấn độc. Kiểu gì ra 4 năm mà xem. 4 năm nhấn độc này hay ra đó. Ui, đúng 4 năm đúng không? Chuẩn bài cho anh em. Quá chuẩn bài luôn anh em ạ. Thế mà mặt thằng sóc lọ này là hay ra nhấn lắm đây. Rớt đi đâu rồi. Rớt ra đi. Đúng rồi. Nhấn gió chuẩn bài. 4 năm tiếp nào. 4 năm tiếp nào. 4 năm. Ui trời ơi. Thế được cái 4 năm giảm sát thương tự động phục hồi 2% HP anh em nhá. Khá là ngon. Tiếp theo là búp gọi là VIP nhất. VIP nhất trong con game này. Đó là búp phụ trang bị cao cấp. Ném là trang bị cấp 7 anh em ạ. Ngẫu nhiên 2 ốp. Không biết được cái gì không. Ra chí tôn 45 là ngon, méo cần 44 anh em ạ. Chí tôn 45. Úi giời, đừng đừng làm vậy. Đừng làm vậy, đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà ném vào mặt thằng này ra đồ ngon. Ra đồ ngon này, cuốn bài chưa? 44444 luôn. Thôi xong rồi Nam ơi. Thôi ra cái đao sinh mệnh thì cũng được mà. Vất vát tí. Ra cái đao sinh mệnh. Úi. Đáng lòng thanh niên Nam ném búp anh em ạ. Ý giời ơi. Đây, nhém được mấy cái linh ta linh tinh này nhưng mà chả được cái vẹo gì, được mỗi cái dinh ben này ngon thôi. Cái dinh này ngon này. Rồi mình lấy cây kiếm rồng này cộng với cái cánh thiên sứ với này áo choàng này. Úi giời ơi. Hồi hộp quá, giây phút hồi hộp bắt đầu rồi anh em ạ. Chúa tể của những chiếc nhẫn xoay Queen 2. Ngày hôm nay ném được 4 chiếc nhẫn luôn. May mà được một cái 45 cũng khá là êm xuôi. Nhận đất là mới chịu chứ anh em ạ. 5 này. 6. 5. Đập lên 9 anh em nhá. Đập lên 9. Để ta đi xoay Queen 2. Đấy lên 9 rồi. Nguyên liệu xoay Queen 2 thì đã chuẩn bị đầy đủ cô canh có kiếp. À tự nhiên nó lạnh nhé. Tự nhiên nó run nó lạnh anh em ạ. Nghi lắm nghi lắm. Đứng ngay cỏ ba lá xoay huynh phát ra huynh 2 nó thử nó phát là đơn giản rồi. Quá đơn giản luôn huynh 2 đối với Nam nó nhẹ như lông hồng rồi nhưng mà xoay phát nó ra thôi nhưng mà. Anh em nhìn đấy.
Một lần duy nhất, một lần duy nhất. Một ngày duy nhất xoay ra Win 2 lúc mà nó đầu tiên tại server. Đâu rồi? Nguyên liệu là thiếu đủ chưa nhỉ? Hai cái bùa một bên trao. Rồi, đầy đủ hết rồi anh em nha, đầy đủ rồi, đầy đủ rồi. Đâu rồi, về cái map Noria đi. Cầu nguyện thằng bố mẹ Gawin cái. Ra Win không lắc thì mình không thích cho lắm anh em ạ. Thôi thà nó đừng ra còn hơn. Một là xịt, hai là ra phải lúc mà nó lót. Đấy. Cứ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lên cầu nguyện bố mẹ của thằng Gobin anh em nha. Hy vọng bố mẹ nó sẽ chuyển đến tay nó là cho Bảo Nam ra cái cánh cấp 2 lắc mana lót. Hy vọng cực kỳ hy vọng luôn anh em ạ. Trời ơi, hai bác vất vả quá. Hai bác ơi, tình hình là cháu quay Win 2 đấy. Bác báo báo với thằng Gobin là cho cháu lên cái Win 2 mà nó ok. Ok anh em ạ, được rồi, được rồi, được rồi. Chuẩn bài rồi, xin phát. Chuẩn bài luôn. Đấy. Đâu rồi, về Novia ngay. Lấy luôn nhanh cho nó vuông anh em ạ. Nhanh là nó vuông lắm. Rồi đứng ngay chỗ đây anh em ạ. Đấy, đứng ngay đây được rồi. Rồi đây là đẹp nha anh em nha. Chuẩn bài nha. Xin rồi, thôi khỏi cần chọn nhân vật đi. Đâu nhỉ? Một cái đây, điểm 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 có điểm báo. Có điểm báo anh em ạ. Có điểm báo đây rồi. Úi đúng bài, chuẩn bài chưa? Úi trời ơi, ngọt ngào. Đặt vào nó cứ chuyệt 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 ngọt ngào thế mà lại không ra được nữa thì ít nhất là phải cái lắc anh em ạ. Thấp nhất hay không thì phải mana lót 2 3 uy 4 phát này. Ta một mà ta đập thả luôn nha anh em nhá. Một dừng lại, lên này, lên này, lên luôn này, lên này. Bắn này lên này anh em này, lên nào, lên nào. Lên nào, lên nào. Hai, ba nào. Ui, quên anh em ạ. Nhầm 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 nhầm. Mình nó phải đếm 1 2 3 chứ làm gì có mình chưa số 1 mà nó đến số 2 này thì chết thật tình. Đắng quá. Hơi đắng anh em ạ. Win mana lót tàng hình. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng Bảo Nam nhá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quy đẹp trai quá, Win mana lót tàng hình. Được rồi, lên đấy đeo phát nó đẹp trai nè. Ui sồi ơi, đẹp đẹp ngay, đẹp ngay, chém được rồi. Đâu rồi? Úi. Trời ơi, mana lót tàng hình nhưng mà đẹp quá, đẹp quá. Cộng 15 luôn, đều phải đập rồi. Quá tuyệt vời. Ok. Clip của mình gọi là đã hoàn thành Win Mana Lost tàng hình anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Link tải game dưới phần mô tả. Ai chơi event thì cũng dưới phần mô tả luôn. Bye bye.